À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Cổ phiếu Kim Cương. Thì đây là một kênh về chứng khoán rất là khác biệt đối với tất cả những cái kênh chứng khoán mà các anh chị có thể thấy hiện nay. À, thì trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì sau đây mình xin tổng hợp thị trường ngày 30, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thì ngày mai là một ngày giao dịch cuối tuần và là cuối năm của năm 2021 chuẩn bị cho năm 2022. Thì cái phiên thị trường giao dịch ngày hôm nay nói đến điều gì Thì trước hết là chúng ta cùng nhau nhìn đánh giá về thị trường chung Xem cái chiến lược cũng như giao dịch như thế nào Các cái dòng cổ phiếu nó mạnh Thì anh chị có thể thấy thứ nhất là đối với chỉ số VN Index Thì đây là một phiên mua vào sau đó là bán ra Có thể gọi là bán ra về khối lượng ở mức thấp à, Thường hoạt động trên đường trung bình MA10 và trên MA20 VN30 thì tương tự vậy nhưng mà mua vào nhẹ 0,2% và đóng cửa trên đường trung bình MA10, mà MA20 mà HAP index thì cũng tương tự vậy trên đường trung bình MA20 HNX index cũng vậy à, thì các anh chị thấy là cái cách phân tích của mình nó rất là gọn thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái diễn biến thị trường hiện tại chúng ta không đi không cần phải đi phán đoán tương lai quá nhiều đúng không ạ thì vì hiện tại thì các anh chị thấy là với cái giai đoạn nhận định hiện nay là thị trường trong giai đoạn sideways và đi lên nhẹ thì như vậy thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng vẫn củng cố cho điều đó và nó không có gì mới hơn anh chị nhé với cái chỉ số mà số lượng cổ phiếu tốt thì anh chị có thể thấy là số lượng cổ phiếu tốt này nở ra khá là nhiều 221 cổ phiếu và điểm trung bình là tăng 0,5% xin được cho mình mươi như vậy thì cái nhận định của chúng ta trong thị trường hiện nay là thị trường sideways đi ngang đi lên đi lên nhé và chiến lược là chúng ta nên nắm giữ các cổ phiếu mạnh và mua thăm dò các cổ phiếu và những cái cổ phiếu mua thăm dò tốt thì có thể gia tăng đây là cái chiến lược hiện nay anh chị nhé thị trường nói chung là an toàn thì các cái nhóm ngành cổ phiếu mạnh hiện nay là các cái nhóm nào thì đây là những cái nhóm cổ phiếu mạnh hiện nay thì các anh chị có thể thấy nhất là nhóm bán lẻ tổng hợp thứ hai là nhóm bất động sản thứ ba là các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh uh, uh, chứng khoán ngân hàng và thiết bị và khách sạn dầu mỏ thì đây là cái danh sách các cái cổ phiếu mà mạnh nhất mà các anh chị nên nắm giữ thì các anh chị nhìn ba cái cột này, này đây là các cổ phiếu mà tốt nhất các anh chị nên nằm giữ nhé đây là các cổ phiếu mà nó, nó vượt nền rồi mà phiên hôm nay các anh chị vẫn có thể mua được, tức là nó đang khá là gần nền và hoạt động khá là ổn và cái thứ ba là các cổ phiếu trong nền, tức là chưa vượt nền và nó đã vượt qua, có những cái xuất hiện kiệt vô rồi, tức là nó đã xuất hiện pha c rồi, thì anh chị một số cổ phiếu, các chị có thể trở về cái ngày 27 tháng 12 này, này, khi mình có cái nhận định về ngày 27 tháng 12, thì các anh chị nhìn thấy lúc tại thời điểm đấy mình cũng chia sẻ với các anh chị đã bắt đầu thăm dò một số cổ phiếu ở ngành chứng khoán đúng không ạ? thì như vậy thì cái lúc mà chúng ta đưa ra cái đánh giá nhận định về cái nhóm ngành nhóm ngành chứng khoán. Đó. Và lúc đó thăm dò thì nó cũng khá là đúng, đúng không ạ? Khá là đúng bởi vì đến ngày hôm nay thì dòng chứng khoán đã được xác nhận khá là tốt khá là mạnh. Hôm nay đối với một số cổ phiếu thăm dò chúng ta có thể gia tăng và một số cổ phiếu khác chúng ta có thể xem xét mua. Tuy nhiên các anh chị lưu ý là những cổ phiếu này thì vẫn trong nền. Cái cơ hội nó chưa cao thì chúng ta ở mức vừa phải thôi. Thế thì các anh chị có thể sử dụng cái file này. Đối với các anh chị ở trong nhóm viết thì mình sẽ gửi cái file xem này hàng ngày. File xem này thì nó có nhiều thông tin hơn, có nhiều cái cổ phiếu về dưới hơn các anh chị có nhìn thấy nhóm ngành mạnh các thứ này, các cổ phiếu thì các anh chị sẽ xem được tiện hơn thì mình sẽ gửi trong các anh chị nhóm vip. À, thì đi vào uh, cái cái nhóm cổ phiếu này này thì uh, mình sẽ lướt nhanh để các anh chị uh, xem các cổ phiếu này chị nhé. Uh, cái kênh của mình thì nó chia sẻ cho anh chị khá là khác biệt bởi vì sao bởi vì cái cách chúng ta tiếp cận vấn đề nó là đi theo cái hướng triết học và toán học. Chúng ta không đi vào những cái hướng thông tin hoặc tìm những cái 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 cái, cái đại loại các anh chị thấy là trên các cái thông tin phương tiện thông tin thì chúng rất là nhiều các cái thông tin rác đúng không ạ nó đến với các anh chị thì gần như là nó đã quá là cũ rồi đúng không và người ta đã có rất là nhiều những cái hoạt động ở phía sau đó rồi người ta có thể mua người ta chốt lời rồi mình ta thông tin đến anh chị cơ như vậy cách này nó rất là logic đúng không các anh chị hoàn toàn có đủ những cái gọi là uh, kiểm soát những cái cảm xúc để có thể sở hữu được những cổ phiếu như thế này flt đúng không các anh chị thấy flt rất là mạnh tiếp tục vẫn ok nhé các cổ phiếu nắm giữ nhé pet vẫn ok nhé nắm giữ vẫn có thể mua được nhé bán lại tổng hợp tiếp này lmh thì vẫn ok nhé với f là ok nhé L, v là vlc ok nhé sell này ok nhé pv2 ok nhé mặc dù hôm nay là tạo một cái thrust khối lượng thấp nhưng mà các anh chị vẫn ok dlh ok nhé tích ok nhé đích ok nhé vẫn ok vẫn trên ma 10 ok Long tiền này là ok nhé HLR ok nhé OGC này vẫn ok VPH vẫn ok Tất nhiên nếu nó có vấn đề gì thì ngày mai chúng ta chạy có thể vẫn kịp Nhưng hôm nay thì vẫn ok HQC ok nhé TV2 ok nhé Đấy, WSS Hôm nay là mua nhé để mua bùng nổ vật nền nhé Chứng khoán nhé ART này mua bùng nổ nền nhé APG mua bùng nổ nền nhé TVS ok nhé SBB hôm nay là vẫn có thể mua được nhé Để mua bùng nổ nền của nó đây này Đấy, các anh chị vẫn ok AIB ok nhé Tiêu Phong Banh thì vẫn ok nhé nay có thể mua được tiếp nhé MSB ok nhé nay mua vượt nền nhé VVC ok nhé Đấy hết rồi đây là các cổ phiếu mà vượt nền và chạy mạnh ngoài ra các anh chị có thể mua thăm dò các cổ phiếu chứng khoán đây các anh chị thấy là những cổ phiếu chứng khoán mà cho như một thăm dò ở phía dưới này từ CTS BVS này thì các anh chị thấy CTS BVS như đây nó vẫn trong nền tuy nhiên các anh chị nhìn cái phiên này, này nó là một cái phiên rũ thì đây nó chính là cái đáy của cái đáy gần nhất nhé tức là nó sẽ là ranh giới của các anh chị sẽ thấy đây nó giống như là cái cái đến đây là các anh chị thấy pha c này pha pha c của quick off đúng không ạ pha c của quick thì những cái phiên như này nó gọi là những cái phiên check out nhé đấy thì các anh chị thấy hoàn toàn là pha c tất nhiên vượt nền thì nó thành pha d đúng không ạ ok nhé đấy bvs ok nhé bpd ok nhé agr ok nhé vick ok nhá hbs ok nhá mbs ok nhá fps ok nhá vg ok nhá shs ok nhá đấy các anh chị thấy đều nó rất là giống nhau tại sao mà cái ngày 27 mình cũng có chia, chia, sẻ với anh chị tại sao là dòng chứng khoán có thể thăm dò đúng không ạ bởi vì tại thời điểm đấy mình thấy rất nhiều các cổ phiếu chứng khoán nó rất là kiệt vôn các anh chị thấy khi mà nó rũ như này rũ như này đúng không các anh chị nhìn thấy đây đúng không gần như là địch ở đây đúng không và khối lượng nó dần dần đến đây thì khi nó hết tức là người ta những cái người nào bán ra người ta đã nhàm chán trong cái việc bán cổ phiếu rồi. Đúng không? Thì những cái phiên như này nó là đóng vai trò là những cái spring hay những cái sexa. Đúng không ạ? Sau đó thì đây những cái phiên test lại, khối lượng thấp thì ok thì bản thân là những cái phiên như này nó là những phiên bùng nổ nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa là những cái phiên SOS, đúng không ạ? Thì những cái phiên cổ phiếu như như thế này này, nó trong đề như này thì uh, các anh chị vẫn có thể mua được như các anh chị nên kỳ vọng ra làm hai khúc nếu mà sau khi các anh chị mua xong những cổ phiếu mà này này mà đến đây mà nó bùng nổ vấn lên nó chạy thì là rất ok đúng không từ 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 cổ phiếu quick up chuyển thành các cổ phiếu canceli và tăng trưởng vượt thì sao nhưng nếu mà đến đây mà nó sẽ có những cái gọi là cái cái break down á tức là break out xong rồi thất bại có những cái thớt ở đây thì lúc đấy chúng ta có thể chạy đấy thì các anh chị mua trong nền các anh chị phải lưu ý là tại những cái điểm vượt nền mà không vượt được thì chúng ta sẽ phải chạy còn nếu những cái điểm này các anh chị mua mà có lợi nhuận thì các anh chị nắm giữ đến khi nào một breakout vượt nền thì sẽ rất là ngon đấy thì là cái chia sẻ tiếp cận như vậy anh chị nhé thì hy vọng những cái thông tin ở đây thì cũng giúp ích cho anh chị các phần phần nào trong hoạt động đầu tư của mình thì ở trong group mình thấy có một số anh chị cũng vào kêu nọ kêu kia nhưng các anh chị phải hiểu rằng là cổ phiếu nó phải có hít thở không phải ngày nào nó lên được đúng không à, và các cái dòng mạnh ở đây thì anh chị thấy là dòng bất động sản nó có suy yếu hơn một chút và dòng chứng khoán thì nó đang đầy mạnh hơn tuy nhiên thì trong cái câu chuyện mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu á, Chúng ta phải lựa chọn tại những cái điểm mua làm sao cho nó phù hợp để khi mà thị trường có những cái điều chỉnh thì bản thân tài khoản của chúng ta vẫn phải an toàn hoặc là thậm chí vẫn phải đi lên. Thì hi vọng với cái thông tin như thế này thì giúp ích cho anh chị phần nào. Và các anh chị đừng quên subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ uh, Cổ phiếu Kim Cương. Uh, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.